Xin chào cả nhà, xin chào các bạn. Thì đối với về chúng ta cần một cái máy về đồ họa với một phân khúc giá rẻ dưới 8 triệu trên đây. Thì hôm nay mình review một dòng máy, đó chính là dòng máy Dell Precision. Và Precision đó chính là mẫu Dell 3520 với thiết kế là màn hình 15.6 inch, máy có màn hình Full HD với tấm nền IPS đó. Và cấu hình như sau, cấu hình được coi là coi như là để xử lý về đồ họa cũng khá là tốt, khá là ok, một phân khúc giá tương đối là mềm trên đây ha. Và đây là dòng máy mình đang review cho một vị khách hàng, đó chính là mẫu máy là Dell Precision đó 3520. Đây thưa các bạn, 3520 ha. Thì thiết kế của mẫu máy này được trang bị là Core i7 7820HQ, RAM là RAM 8GB, gánh được tối đa được trên đây là 32GB, với cam màn hình HD Graphics 630 và cam màn hình thứ hai là render NVIDIA Quadro M620. Đó, card này đang là 2GB xem 4GB, tổng cộng là 6GB. Về thiết kế của mẫu máy này được coi là mỏng, nhẹ, khoảng chừng là dưới 2kg, 1,9kg thôi. Trên đây máy có bàn phím về số như thế này, máy có webcam được như thế này. Và đối với thiết kế của mẫu máy này, chúng ta nhìn thấy trên đây nó sẽ có được những cái về như sau. Có về thêm được cái là về RAM, đặc điểm nổi trội là RAM được lên được tối đa được trên đây là 32GB. Ổ cứng đang hiện tại đang có là 256GB. Wi-Fi chuẩn AC 8265, Bluetooth đầy đủ hết, Ultra HD VFX 630 và cam hình rời là Quadro M620. Và mình review dòng máy này gửi cho một vị khách. Vị khách này là em ở Bến Lức, Long An, cũng khá là gần thôi. Thì em đã tin tưởng và ủng hộ của kênh Nhất Vlog. Thì hiện tại là coi như là đây. Bây giờ chúng ta nhìn thấy là đây là cái đơn mà mình đã tạo cho em nè, Dell Precision 3520. Đó. Và trên đây là em đã có chuyển cọc cho bên Nhất Vlog. Vâng thưa các bạn, thì dòng máy này mình cũng review và mình kiểm tra và mình test về cho gửi về cho em. Thì mong rằng là cho có thể ngày mai em sẽ là nhận được trên đây rất là nhanh thôi. Thì trong vòng chưa đầy một ngày ha, lại có thể nhận được cái dòng máy như thế này. Đó. Thì đối với dòng máy này, chúng ta nhìn thấy trên đây là mình sẽ kiểm tra những cái cổng kết nối trên đây. Ưu điểm nổi trội của dòng máy này là sao? Có những thiết kế nè, có cổng USB C nè, có về cổng USB 3.0 nè, vị trí gắn về thẻ nhớ nè, trên đây. Và trên đây là thẻ SD nè. Qua đằng sau, thiết kế của mẫu máy này là chúng ta nhìn thấy trên đây là có về đó, đằng sau đó sạc nè, USB 3.0 nè, HDMI xuất ra 4K nè. Đây là cổng LAN nè, vị trí hốc tản nhiệt đưa ra ngoài nè. Đằng bên đây, vị trí gắn về SIM 4G nè. Đây là vị trí về rắc mic 3.5 nè. Đây vị trí về cổng 3.0 nè. Đây vị trí cổng Vega nè. Bây giờ mình sẽ test về cái dòng máy này để gửi về cho một vị khách ở Long An. Thì mời cả nhà chúng ta sẽ cùng xem. Thưa các bạn, thì đối với dòng máy này là dòng máy Dell Precision 3520. Đó, nhận được ha. Và các cổng USB, cổng USB đây, đây là mình gắn vào đây. Đó, nhận được bình thường. Qua đây chúng ta cũng gắn lại luôn. Đó, nhận được ha, ba cổng rồi đó. Và thêm cổng đằng sau như thế này nữa. Đây là bốn cổng, nhận được như thế này luôn. Bây giờ mình sẽ rút ra nè. Đó, mất liền. Đó là về cổng USB ok. Ngoài ra chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây sẽ có về như là test về màn nè, ok nè. Và test về bàn phím, bàn phím trên đây ha. Đây, bây giờ đây là mình sẽ test bàn phím. Thì chúng ta vô Google nè. Ở đây mình sẽ gõ vô là Google ha. Google. Thì trên Google này chúng ta sẽ gõ vô là test keyboard. Đây. Thì đây là clip mà mình test cho khách và gửi về cho khách. Rồi, test về mic. Đó, test mic ha. Và tiếp tục là chúng ta có về test về camera. Đó. Thì mong rằng đây là những cái clip mà mang đến phản hồi thực tế nhất gửi về cho khách hàng.
Đây, bàn phím đây. Bàn phím này được coi là bàn phím là full size. Đó. Được. Mọi phím đều ok hết. Toàn bộ đều ok hết. Ship. Đó, ok hết ha. Chuột trái chuột phải. Qua lại đây. Thấy chưa? Đó. Tốt hết ha. Đó, tốt hết. Thấy chưa? Tốt. Phím qua, phím lại, phím lên, phím xuống. Và phím vào. Ok, bàn phím số. Đó. Thấy chưa? Đây là những cái phím mà chúng ta nhìn thấy trên chai. Đây là mọi thứ đều ổn hết. Rồi, tốt ha. Đó. Đây. Đó là về phím ok. Rồi bây giờ mình sẽ test tiếp theo là mình test về camera. Camera đây là chính chủ luôn các bạn. Đây, chính chủ về nhất vlog đây. Đây, camera đây. Đó, cả nhà chúng ta nhìn thấy, đây là ánh đèn đằng sau bị chờ phản chiếu ánh sáng. Rồi ngoài ra test về mic. Ok ha. Đây. Alo, alo, 1 2 3 4. Đó, mic tốt luôn. Một cái máy mà chúng ta nhìn thấy trên đây là mọi thứ là đều ok hết, tốt hết như thế này. Với màn hình ở đây là màn hình là chúng ta nhìn thấy là màn hình là Full HD với tấm nền IPS 1920 x 1080. Đây ha. Đó. Pin ok luôn. Thì đây là dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là có về khả năng về đồ họa tương đối là tốt. Đó, đồ họa nhẹ tốt ha. Và dòng máy được coi là thiết kế nhẹ, bền bỉ và là chắc chắn. Mẫu máy như thế này. Đó là về ngoại hình của mẫu máy. Hình dáng thực tế để gửi đến cho quý khách hàng em ở Long An trên đây ha. Thì mong rằng đây là clip mà mình gửi đến cho khách. Đó. Phía đằng sau của mẫu máy đây. 4 chấm cao su chống trên trượt phải máy. Đó, đây là nhấp vlog. Thì mọi thông tin mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta có những gì thắc mắc chúng ta có thể liên hệ bình kinh ha. Đó, thì địa chỉ của mình đây. Đó, thì thay mặt trên clip này cũng xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ bên kinh trong suốt thời gian qua. Thì đây là những cái thực tế về một dòng máy mình review gửi về cho khách hàng. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.